Công chúa Mỹ Nương thuyết phục được Du Hùng mở hội kén rể. Nàng vô cùng vui mừng khi Sơn Thần chính là tráng sĩ đã cứu nàng hôm nào cũng đến tỉ thí. Lúc này Thủy Tinh cũng đến, cả hai qua dễ trước sân rộng. Thật là vinh dự cho ta và đất nước của ta khi được cả hai chúa tể của rừng thẳm và biển sâu đến hỏi cưới con gái ta làm vợ. Ngài không cần phân vân, hãy xem ta thi triển tài năng phép thuật đi. Mọi người đừng sợ. Sơn Tinh, ta đang thi triển phép thuật trổ tài cho công chúa thấy. Ai cho ngươi xen vào? Thủy thần, Sơn thần, ta đã thấy đủ phép thuật rồi. Xin dừng tay để ta có sự phán quyết. Hai người quả thật đều rất tài giỏi, nhưng ta chỉ có một người con gái. Hãy cho ta một canh giờ để bàn bạc với các quan, cho các vị một câu trả lời thích đáng. Con muốn đề nghị phải đưa ra điều kiện lễ vật. Dù sao con cũng là công chúa của một nước, không thể để họ muốn đem cái gì đến để lấy con cũng được. Vậy con muốn lễ vật là gì? Thưa cha, con đã nghĩ ra những lễ vật để thử thách họ.